thấy cái vụ mà mình đi dã ngoại vậy là sáng suốt nè. Chứ đừng suốt ngày coi trong quán cà phê nè, trong bệnh viện nè, trong spa hoài. Cái con người của mình nó cứ bị gò bó đúng không? Đi như vậy vui nè, đúng không? Vấn đề là cho mấy đứa nhỏ nó có chỗ nó chạy nó giỡn. Ừ đó. Đúng rồi đó, nhìn mấy đứa nhỏ nó chơi mà trời mình thấy mình vui theo luôn á. Ê bà Thùy Trang, bà Thùy Trang là sáng mình định đi, bà soạn đồ hết trơn rồi, cái con bà sốt, bà nhắn tụi bà đi không được. Tụi nghiệp bà ghê. Kỳ ghê luôn á. Gì? Hẹn hò cho đã rồi. Mà con bà sốt cũng không trách được ha. Rồi vốn à. Bà phải quá vậy. Mà em nói nghe nè, em thấy trong đây có mình em không có coi, em với tuổi tuổi á, thấy mấy chị ai cũng ơi con ơi, có tiền té coi vậy mà em không biết kêu ai luôn á. Vậy thì thôi em chạy ra em chơi với mấy đứa nhỏ đi. Ừ. Chết quá. Mà mấy ông chồng không hiểu sao á, mấy ông á rủ đi chơi không đi. Trời đất ơi. Không chịu đi, đi ra hít thở không khí trong lành nó tốt cho sức khỏe, biết bao nhiêu tốt cho lá phổi, biết bao nhiêu không đi. Nè nè, tôi nói thiệt. Theo như là cái kinh nghiệm bỏ chồng của tôi á, tôi nghĩ là mình làm gì? Kinh nghiệm bỏ chồng. Tôi bỏ chồng. Kinh nghiệm bỏ mày mới đâu trơn á. Điều hãnh diện đó gì ấy. Cái đó là quá phụ đó, kiểu mà bị cô đơn á. Không phải là quá phụ đâu. Cái vấn đề là tôi không có cái ham muốn tình yêu. Vấn đề là cơ bản là mà cho mấy ông có khoảng không gian đi má ơi. Chứ đi đâu cũng bắt đi theo hoài chán, nhìn mặt mình hoài nè. Đúng rồi. Bản không? Thân thì hãy nói về kinh nghiệm nha, còn không thôi là nói về cái chuyện mà. Nhưng mà em vượt qua. Mấy chị em thắc mắc tại sao đàn ông có thể giải quyết mọi chuyện hoặc là nói chuyện với nhau hoặc là chia sẻ tâm sự là cứ lên bàn nhậu ha. Thì đúng vậy? Rồi, có nghĩa là đàn ông sẽ có những thú vui của đàn ông. Đúng. Và những cách người ta giải tỏa của người ta. Ừ. Còn rồi, chị em phụ nữ của chúng ta là đàn ông. tôi hiểu và gia đình tôi rất là hạnh phúc êm ấm đúng không? Nhưng mà nói bữa này đi vui không? Bữa này đi vui nhưng mà mặc dù chồng tôi không có đây nhưng mà vẫn vui. Đúng rồi, có chị em là vui. Chị em là vui. Tôi rất là thích những cái buổi như vậy nè, làm cho chị em chúng ta chặt tình cảm hơn. Tôi quý cái tình cảm này lắm luôn á, cảm thấy tôi yêu mọi người biết rồi. Trời ơi, phát biểu ý nghĩa quá. Lớn cái gì rồi. Hồi nãy á, có mấy đứa nhỏ ở đó nên tôi không có nói. Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Có con nít ở đó nạt nộ nhau vậy á, rồi sao vậy con? Vừa vừa phải phải là sao? Nếu bà không làm sai tôi đâu có nạt bà. Làm sai giờ ví dụ như con của mình mà vậy thì mình nóng mình binh con một tí xíu, nhưng mà cũng đâu có đau đâu, dỗ nó nhẹ cái thôi mà. Dỗ nhẹ gì? Thử tôi dỗ con bà coi là sao hả? Lúc đó bà sốt ruột không hả? Thì tôi xin lỗi, nhưng mà cái chuyện đó thật ra trong cái hoàn cảnh đó người mẹ nào cũng vậy hết. Nhưng mà cái sai này tôi không nói thì cái chuyện mà dỗ con hay không dỗ con. Cái sai là mình có gây nhau đó, mình cũng né con nít ra. Giờ mình dạy con nít sao? Mấy đứa nhỏ nó thấy người lớn gây lộn mình dạy sao? Dạy sao hả? Vậy sao bà không né tụi nó ra đi? Bà thấy tụi nó đánh nhau thì bà lôi tụi nó ra, bà dạy riêng con bà đi. Mắc mớ gì bà đánh con tôi? Ủa người vậy rồi sao mà nóng nảy? Cũng có người nóng người không nóng chứ. Thì tôi cũng nóng, vậy sao bà lại cãi tôi? Ủa bây giờ là đứng gây lộn với nhau chứ không phải là để giải quyết. Ủa bạn bè vậy thôi. Thôi từ đây về sau đừng có nhờ giả gì nữa. Nhờ giả gì? Ý là bà nói tôi từ trước giờ tôi hay nhờ giả bà hả? Vậy thôi khỏi nha. Tôi nghĩ là bạn bè cho nên là tôi cần cái gì thì tôi nhờ bà giúp. Còn bây giờ bà nói câu đó thì thôi khỏi. Không có nhờ giả gì nữa hết á. Tôi cũng không cần giúp đỡ gì hết á. Không đủ cần rồi. Gì nữa hết. Con đó. Ai nấy đu đi. Thôi được rồi, được rồi. Trời hết giấy. Trời ơi, không có giấy sao cô?
mấy thời tôi tới rồi trời ơi. Có ai không? Có ai không cứu mình với? Alo, mọi người ơi, có ai không? Cứu! Có ai không? Cứu cái đèn. Có ai không? Có ai à? Cảm ơn nha. Ê, ai bên đó vậy? Cảm ơn nha. Cảm ơn. Ủa, nói vậy người quăng giấy cho tôi là Hân hả? Không phải. Phải thì thôi. Thì thấy cảnh tượng đó, ai cũng phải giúp đỡ thôi. Ê, mất lịch sự, sợ đang nói chuyện nó bỏ đi trời. Cái gì? Thì không phải, thì đang có chuyện muốn nói mà bỏ đi vậy nó kỳ á, biết không? À, chuyện nãy xin lỗi đi. Nãy nóng quá rồi đánh con mấy người, thì mai mốt tôi cho mấy người đánh mông tôi lại. Lỗi, tôi có lỗi nè, xin lỗi tôi đi. Vậy? Sai nữa rồi, xin lỗi, cái này xin lỗi thiệt, xin lỗi. Đừng có trợn mắt ghê quá, dữ quá thì dữ luôn á, xin lỗi, biết sai rồi. Thì ngay từ đầu á, nói vậy đi, đâu có chuyện gì xảy ra. Ngay từ đầu nói vậy thì đâu có gây lộn. Giờ muốn gây lộn đúng không? Không muốn gây lộn đâu trời, đang nói chuyện đàng hoàng luôn á, lịch sự nhau chút xíu đi. xin lỗi thiệt, bỏ qua cho tôi đi. Thì sai, ai không sai. Nóng, ai không nóng. Thì xin lỗi thì nhận thôi. Nhận nhưng mà bỏ qua không. Thì bỏ thì bỏ. Thì tôi cũng xin lỗi đó. Xin lỗi nha. Ừ. Bà què đi chơi mình ra đây cái lộn kỳ. Quê quá. Quê. Thôi vậy mình đi ra ngoài mình ngắm cảnh ngắm gió cho má đi. Thơm quá vậy vậy trời. Thơm cái gì mà thơm, nó bực bội này tự nhiên cho mấy đứa nhỏ đi chơi rồi cái ghi lộn ghi lạo này mệt ghê. Bận dỗ gì không biết. Em nói thiệt luôn á, em chưa có con nhưng mà em thấy rồi vì con mà gây lộn thiệt bên hiếu bên tình không biết làm sao luôn á. Thì bên hiếu bên tình rồi. Gì vậy? Sao? Thì đó gây lộn. Rồi bên bạn bên con thì đúng rồi. Bên bạn bên con không biết chọn ai luôn á. Thiệt. Đúng nhưng mà thôi đi chơi mà gây lộn gì là không có vui rồi. Mình cũng phải rõ ràng đúng không? Mình không có nên mà bên con mà như vậy đâu. Mà lớn hết trơn rồi vậy sao được? Phụ huynh là phải đàng hoàng chứ đâu đâu cái chuyện mà nhảy vô cái bên con sẵn sàng như vậy. Chị như chị em hỏi chị nè. Ví dụ như bây giờ con của chị Hạ Nguyên quýnh con chị, xong chị Hạ Nguyên ra cũng làm y chang vậy quýnh con chị rồi sao? Chị khẽ tay chết đi, chị đánh cái gì vậy? Bà khẽ tay con tôi hay bà nghĩ sao vậy hả? Đánh nhau rồi. Cửa rồi cho nha. Ủa đi đâu vậy? Đứng lại coi. Ê ôm luôn rồi kìa. Ủa đang nghe lộn mà. Ủa đang nghe lộn gì? Ai gây nào? Đang giận dỗi gì nữa. Trời ơi, bạn bè chị em nhau mà giận gì? Ngày hôm nay là một ngày đi chơi rất là ý nghĩa đó với tôi cảm thấy quý biết là bao nhiêu. Đúng rồi, chúng ta là những người bạn tốt mà mọi người sao vậy? Về cũng cùng là quê chưa? Quê cái quê, gì? Quê gì? Có cái lộn đó mà quê. Có đất đâu mà hăng gắn mấy người này bị vậy? À, vậy nói chung là quê đó. Quê đó. Mấy